Vâng, em chào các anh. Em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái con cục giải mã của Onkyo các bác nhé. Cục giải mã 24 bit của Onkyo phục vụ các bác về chúng ta làm giải mã quang ra về cho cái bộ dàn ở nhà của mình bị thiếu cái thiết bị giải mã quang các bác nhé. Vì rất là nhiều các con âm ly ở nhà của mình thì nó chỉ có đường vào là dây AV thôi. Nó không có một cái đường vào quang. Thì mình muốn sử dụng tín hiệu quang từ trên TV để mình đưa xuống dưới âm ly ấy, thì mình sẽ phải sử dụng những con như thế này. Đấy, những con máy mà nó có đường quang và nó có đường AV out để mình tức là nó có chức năng giải mã tín hiệu đường quang thành tín hiệu đường AV để đưa xuống dưới âm ly của mình để mình nghe nhạc. Đấy, tức là giữa cái âm ly của mình và cái TV của mình không kết nối được với nhau đâu, thì mình cầm nó thiết bị gọi là cái cầu nối. Đấy, cái này nó như một cái cầu nối để nó chuyển đổi tín hiệu thành tín hiệu AV nó đưa xuống dưới âm ly. Đấy, các bác nha, đấy, Onkyo FX7. Con này về thì tình trạng nó còn đẹp này. Tất nhiên đây là hàng bãi nhá. Sẽ có một vài vết xước sắt thì nó chắc chắn nó không tránh được rồi. Đấy. Xước sắt một tí xíu không tránh được đâu. Đấy. Đấy, FX7 nhỉ. Có một xíu xước sắt thì không tránh được rồi. Nói chung con này thì còn đẹp. Đấy, con này thì là tình trạng hàng về này CD và MD không đọc và còn đâu là tín hiệu đường quang và kết nối điện thoại còn bình thường, công suất chạy bình thường nhé. Này, em test cho các bác cái phần kết nối điện thoại trước nhé. Kết nối điện thoại là cái đường đường này in này, FX7 này in. Onkyo FX7 hàng Minisharp, công suất là 48W. Với mức công suất này thì mình có thể ghép một đôi loa bass nó khoảng 16 đủ về mình nghe nhạc rất là ok. Nha. Đường vào cái đây. Các anh cắm vào đường line trên cùng này nhá. Sau đó ấn chuyển phòng chuyển đi input sang đường line là được này. Còn muốn làm giải mã quang AV thì mình sẽ cắm dây quang vào đây. Sau đó mình out tín hiệu AV, tức là mình cần thêm một cái dây AV. Mình lấy tín hiệu từ đường red out này, hai đường red out này. Đấy, thì là gồm có một đường là đường tên là tape hoặc là đường CR, nó có nhìn được hai đường tape hoặc CR này. Có đường gọi là đường output red. Thì từ cái đường này nhá, các bạn có thể đưa tín hiệu xuống dưới âm ly to để mình nghe nhạc từ quang TV ra. Đây còn từ đường điện thoại ra đây. Quang này các bạn ấn input chuyển sang đường digital nhé, nó sẽ có tiếng quang ra này. Của và người thân. Đấy. Đồng thảm vắng bóng hồng, tôi yêu ai.
ai. Ưng tình theo gót chân, bọn đi xa đánh trần, gặp gỡ trong cơn lốc, sừng tao gọi mày thương quá gần. Đấy thì đây là con X7 nha, thì giá con này là đi 900, thì bác nào đang có nhu cầu. Bác nào đang có nhu cầu mà mua các cái dòng giải mã giá chỉ dưới 1 triệu nhá, thì là các bác lấy con này thì rất là hay, lại 900 nghìn thôi. Bác nào mua Android cho em nhé. Em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.